Welcome to and you're watching Sam Kuman. Với ta-da. Nhá xuya. Ngày hôm nay mình với cả chị Nunu sẽ chụp một concept kiểu kiểu hơi dị dạng một chút kiểu ok. Rồi bây giờ sẽ là quá trình. Let's go. Đây trợ lý của B36. Dạ đi ra. Bây giờ trợ lý B6 chửi cha lần nè. Bây giờ thì mình với cả hai chị trợ lý và chị Nunu sẽ đi ăn để mà lấy lại sức chuẩn bị những concept tiếp theo. Ok mọi người hãy nhớ đón chờ những bức hình tiếp theo nhé. Và hãy nhớ ra đường nhớ đeo khẩu trang rồi hãy ủng hộ các khúc cô Vê có muốn. Vâng các bác ạ, trợ lý của B6 vẫn chụp hình. Ta chưa chụp được cấm nào luôn. Ê nói lại nha, bây giờ chụp hơi nhiều. Ừ, có câu chuyện là sáng giờ Hồng Vân chụp hình hơi nhiều nhưng mà mình chưa được có tấm nào hết. Ôi. Mời cái gì vậy? Hả? Nhưng mời cái gì nóng quá. Và đó là một ngày làm việc của món